chào quý vị và các bạn. Sau những ngày mát mẻ, thời tiết ở tại các tỉnh thành miền Bắc sẽ dần có những chuyển biến. Nắng nóng xuất hiện trên diện rộng trở lại khi rãnh mây dông phía Bắc đã suy yếu và tan nhanh. Vùng áp thấp nóng phát triển trở lại ở trên khu vực Bắc Bộ. Nên nhiệt độ vì vậy tăng hơn so với ngày hôm qua. Vùng được cảnh báo có nắng nóng ở tại Bắc Bộ sẽ là phần phía nam khu vực, bao gồm các tỉnh như là Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, khu vực Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam và Ninh Bình, với nhiệt độ trưa chiều mai lên cao từ 35 đến 37 độ. Đến chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác tại một số khu vực. Do mưa xuất hiện trên nền nhiệt cao nên cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc hay là gió giật. Các tỉnh miền Trung thì cũng chịu tác động của vùng áp thấp tạo hiệu ứng phơn khô nóng nên nắng nóng sẽ tiếp diễn tại đây. Và ở tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 35 đến 38 độ. Vùng nóng nhất vẫn là vùng núi thuộc Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Mặc dù là không quá khắc nghiệt nhưng đợt nắng nóng này dự báo còn kéo dài nên bà con ở tại khu vực tiếp tục có biện pháp thích ứng với kiểu thời tiết nguy hiểm này. Riêng các tỉnh cực nam của khu vực, thời tiết cũng mát mẻ hơn khi nhiệt độ chỉ dao động từ 32 đến 35 độ. Một số nơi thì chiều tối còn có mưa rào và dông. Mặc dù là không thấm vào đâu với chuỗi ngày khô hạn đã kéo dài trên khu vực, nhưng cũng phần nào xua tan cái nóng bức, giúp người dân được tận hưởng bầu không khí dễ chịu. Trái ngược với tỉnh Bắc và Trung Bộ, thì tại các tỉnh phía Nam, gió Tây Nam hoạt động đều, kết hợp thêm với những nhiễu động từ phía Đông di chuyển vào, cho nên ở tại khu vực Tây Nguyên và tại khu vực Nam Bộ tiếp tục được cảnh báo là mưa nhiều trong chiều tối nay. Mưa dông xảy ra vào lúc tan tầm có khả năng kèm theo những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố, lốc và gió giật mạnh, nên người dân ở khu vực cần phải hết sức lưu ý và đề phòng. Đặc biệt là ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì khả năng ngập úng trên những tuyến đường trũng thấp rất có thể tái diễn và gây cản trở đến cuộc sống sinh hoạt thường nhật của người dân. Do có mưa và nền nhiệt độ trời nhiều mây nên nhiệt độ tại đây ở ngưỡng mát mẻ, cao nhất vào trưa chiều nay cũng chỉ trong ngưỡng là từ 30 đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trong ngày hôm nay, thời tiết vẫn có sự phân hóa giữa các vùng biển phía Bắc và phía Nam. Trong khi ở tại khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, mưa chủ yếu xảy ra ở một vài nơi nên không gây nhiều trở ngại cho những hoạt động hàng hải. Thì các vùng biển ven bờ từ Bình Định cho đến tận Kiên Giang và khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, tiếp tục duy trì là mưa dông. Đặc biệt là với vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang, phần phía tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa có mưa dông tăng mạnh mẽ với lượng mưa to đến rất to kèm theo đó là gió xoáy mạnh nên nguy hiểm cho những hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Như vậy, sau những ngày mát mẻ thì nắng nóng sẽ quay trở lại các tỉnh miền Bắc song không quá gay gắt. Trung Bộ nắng nóng diện rộng tiếp diễn, trong khi đó ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc cũng như ngập úng ở vùng trũng. Và đến đây bản tin thời tiết sáng ngày 17 tháng 6 của Đài trình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày làm việc mới thật may mắn và hiệu quả. Thank you.